Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào chư liệt vị. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin được trình bày về vấn đề tranh luận về đề nghị coi Phật giáo là quốc giáo của Thái Lan. Trong vòng 85 năm, thưa quý vị, Thái Lan đã có 20 bản hiến pháp. Trong năm 1932, Thái Lan ban hành hiến pháp đầu tiên để bãi bỏ chế độ quân chủ chuyên chế và thành lập chế độ quân chủ lập hiến. Kể từ đó cho đến năm 2017, Thái Lan đã có tổng cộng 20 bản hiến pháp. Trong tất cả những bản hiến pháp đó, không có điều khoản nào coi Phật giáo là quốc giáo. Tuy nhiên, có điều khoản quy định rằng quốc vương phải là Phật tử thuộc giáo phái Nguyên Thủy. Sự khước từ của Ủy ban soạn thảo hiến pháp đã nâng Phật giáo lên thành tôn giáo của quốc gia, cho thấy rằng các thành viên của Ủy ban do chính phủ quân nhân bổ nhiệm giữ vững tinh thần trung lập trong liên hệ giữa nhà nước và tôn giáo. Nhiều người Thái Lan nghĩ rằng sự nhìn nhận Phật giáo là quốc giáo sẽ là một yếu tố quan trọng giúp gia tăng những giá trị đạo đức trong khi xảy ra những khủng hoảng chính trị, mà họ tin rằng nguyên nhân là vì các chính trị gia thiếu đạo đức. Tuy trong hiến pháp không có điều khoản quy định Phật giáo là quốc giáo, nhưng từ năm 1997, Hiến pháp Thái Lan luôn luôn khẳng định rằng nhà nước có bổn phận bảo vệ Phật giáo và những tôn giáo khác. Trong năm 2007, các tổ chức và đoàn thể Phật giáo đã thu thập được hơn 300.000 chữ ký của dân chúng để lập kiến nghị yêu cầu Ủy ban soạn thảo Hiến pháp thứ 18 của Thái Lan nhìn nhận Phật giáo là quốc giáo. Nhưng lời yêu cầu trong kiến nghị của họ đã không được chấp thuận. Có những người đã chỉ trích bản kiến nghị, cho rằng phong trào vận động yêu cầu nhìn nhận Phật giáo là quốc giáo đã bị thúc đẩy bởi những người ủng hộ của Thủ tướng Thaksin, mới bị lật đổ trong một cuộc đảo chính của quân đội. Tuy rằng bản hiến pháp thứ 18 ban hành trong năm 2007 không có điều khoản nhìn nhận Phật giáo là quốc giáo, nhưng trong đó có điều khoản ghi nhận rằng nhà nước có bổn phận bảo vệ Phật giáo và các tôn giáo khác. Năm 2015, trong khi Ủy ban soạn thảo tân hiến pháp đang tiến hành nhiệm vụ của họ để soạn thảo hiến pháp thứ 20, một lần nữa các tổ chức Phật giáo đã cố gắng vận động để yêu cầu đưa vào tân hiến pháp một điều khoản xem Phật giáo là quốc giáo của Thái Lan. Ông Khon Mit, người đứng đầu Ủy ban vận động cho Phật giáo thành quốc giáo, được thành lập trong năm 2015, đã phát biểu rằng chưa có chính phủ nào quan tâm tới Phật giáo. Hậu quả là tôn giáo này ngày càng suy yếu. Chúng tôi muốn loại trừ những hình thức không thuần túy Phật giáo, thí dụ như dùng tôn giáo cho những mục đích thương mại hoặc đem những bức tượng của Ấn Độ giáo vào các chùa Phật giáo. Ông Khon đã nói thêm rằng chủ trương bảo vệ Phật giáo thuần túy không có dụng ý bài xích và va chạm tới quyền lợi của các tôn giáo khác ở Thái Lan. Trong vòng vài tuần lễ sau khi thành lập, ủy ban của ông Khon đã thu thập được hàng trăm ngàn chữ ký của dân chúng trong tất cả 76 tỉnh trên toàn quốc Thái Lan, ngoại trừ 3 tỉnh ở miền Nam giáp giới Malaysia, gồm đa số tín đồ Hồi giáo nổi tiếng Malaysia, khác chủng tộc với người Thái Lan trong vùng miền Trung và miền Bắc. Luật pháp quy định rằng bản kiến nghị cần phải có trên 10.000 chữ ký để được cứu xét. Ông Khon tin tưởng rằng cuối cùng
chiến dịch vận động sẽ thu thập được hơn 1 triệu chữ ký. Thượng tọa Phanarpchai Abhinto, người lãnh đạo một tổ chức bảo vệ Phật giáo ở những tỉnh bất ổn miền Nam Thái Lan, đã phát biểu rằng Phật giáo đang ở trong tình trạng bị đe dọa trong vùng này, khi các tu sĩ Phật giáo, binh sĩ và dân chúng thường xuyên bị các nhóm phiến loạn Hồi giáo đòi ly khai tấn công. Thượng tọa đã nói rằng Phật tử trong vùng này sống trong tình trạng sợ hãi, cho nên họ cần phải được bảo vệ khi nào Phật giáo được coi là quốc giáo. Tuy nhiên, một số Phật tử Thái lo ngại rằng sự thành lập quốc giáo sẽ giúp cho chính phủ quân nhân đang cầm quyền củng cố địa vị của họ để có lý do tiếp tục nắm quyền thay vì tổ chức tổng tuyển cử để trao quyền hành cho một chính phủ dân sự. Học giả Phật giáo Thái Lan, ông Richard Bindit, cảnh giác rằng sự thành lập quốc giáo sẽ có nguy cơ khiến cho Thái Lan trở thành một quốc gia theo chế độ gần giống như thần quyền. Ông nói lúc đó nhà nước sẽ có thể dùng tôn giáo như là phương tiện để thần thánh hóa cho chính họ, giống như họ đã áp dụng luật khi quân. Vua Bhumibol của Thái Lan trị vì từ năm 1946 là vị quốc vương lâu đời nhất thế giới. Vua đã được toàn dân Thái Lan kính trọng và được bảo vệ bởi một số luật khi quân khắt khe nhất thế giới. Và trong thời gian các chính phủ quân nhân cầm quyền, họ càng thi hành luật này cứng rắn hơn so với các chính phủ dân sự. Năm 2005, trong bài diễn văn đọc nhân dịp sinh nhật, chính vua Bhumibol đã lên tiếng chỉ trích chính phủ đã lạm dụng luật khí quân và nói thêm rằng chính phủ đừng nghĩ rằng ngài là người hoàn hảo tới độ không có ai có thể phê bình. Học giả Phật giáo Thái Lan không tán thành xem Phật giáo là quốc giáo. Một học giả nổi tiếng của Phật giáo Thái Lan, ông Sulat Sivarakha, sáng lập viên của mạng lưới quốc tế Phật tử dân thân và quen thân với Thiền sư Thích Nhất Hạnh, đã cảnh giác rằng sự nhìn nhận Phật giáo như là quốc giáo sẽ dẫn tới những xung đột tôn giáo trầm trọng giống như ở Sri Lanka và Miến Điện. Ông nói, những người chủ trương như vậy là vì họ có tinh thần ái quốc, vì dân chúng xứ này được khuyến khích hay có tinh thần quốc gia, cho nên họ nghĩ rằng chúng ta cũng cần phải có một tôn giáo của quốc gia. Phật giáo là một tôn giáo khuyên chúng sinh hãy giảm thiểu cái ta của họ và bồi dưỡng lòng từ bi vô ngã. Đức Phật dạy chúng ta hãy yêu thương tất cả nhân loại. Đa số thành viên của Ủy ban soạn thảo Tân Hiến Pháp do chính phủ quân nhân bổ nhiệm cũng không tán thành đề nghị nhìn nhận Phật giáo là quốc giáo. Ông Sulat kêu gọi hãy tôn trọng mọi người có tôn giáo. Ông nói chủ trương coi Phật giáo là quốc giáo là ý kiến không chính đáng và sẽ có hại nhiều hơn là có lợi. Chúng ta cần phải tôn trọng lẫn nhau. Ông Sulat đã có những phản ứng nói trên sau khi chứng kiến hàng ngàn tăng sĩ và những người ủng hộ tham gia một cuộc biểu tình trong tỉnh Nakhon Pathom gần thủ đô Bangkok vào tháng 2 năm 2016 để kêu gọi quốc vương, chính phủ và hội đồng tăng già tối cao hãy bổ nhiệm vị tăng thống lâm thời vào chức vụ này vĩnh viễn. Đồng thời, cuộc biểu tình đó cũng đã kêu gọi tạo một điều khoản trong Tân Hiến Pháp nhìn nhận Phật giáo là quốc giáo. Ông Amrun, phát ngôn nhân của Ủy ban soạn thảo Hiến Pháp, đã nói rằng tất cả các tôn giáo ở Thái Lan cần phải được Tân Hiến Pháp bảo vệ. Ông tin tưởng rằng cuối cùng, khi bản Tân Hiến Pháp được đúc kết vào tháng 3 năm 2017, thì sẽ không có điều khoản nào coi Phật giáo là quốc giáo. Bà Ankhana, một tín đồ Hồi giáo cầm đầu một tiểu bang đặc trách các vấn đề tôn giáo trong Ủy ban soạn thảo Hiến Pháp, kêu gọi mọi công dân Thái Lan hãy ghi nhớ rằng quốc gia của họ là một xã hội đa nguyên, gồm những tôn giáo khác nhau. Ngoài Phật giáo còn có Hồi giáo, v.v. Bà nói rằng chiến dịch hiện thời vận động nâng Phật giáo thành quốc giáo cũng
phát xuất từ các tổ chức cực đoan đã từng cầm đầu chiến dịch vận động tương tự năm 2007 và kêu gọi mọi người hãy tôn trọng quyền bình đẳng giữa các công dân, do đó không có tôn giáo nào được coi là quốc giáo. Bà nói, có lẽ chúng ta cần phải nhắc nhở nhân dân thực hành những giáo lý về bình đẳng và từ bi. Ông Bipart, một Phật tử và cựu chủ bút của tạp chí cấp tiến Bhakaraja Saka, đã nói rằng ông chứng kiến người ta chính trị hóa Phật giáo, nâng Phật giáo thành tôn giáo của quốc gia sẽ ràng buộc tôn giáo này với nhà nước và chính trị hóa Phật giáo. Ông Bipart nhận xét rằng đa số những Phật tử trong tỉnh Chiang Mai, quê quán của ông, không bao giờ mong muốn tôn giáo của họ trở thành quốc giáo. Ông đã nói thêm rằng nếu bây giờ Phật giáo được coi là quốc giáo thì những xung đột tôn giáo trong ba tỉnh miền Nam gồm đa số Hồi giáo sẽ gia tăng. Những tổ chức nổi loạn đòi ly khai sẽ dễ dàng tuyển mộ thành viên hơn và bạo động sẽ gia tăng. Thưa quý vị, Phật giáo là quốc giáo hay không là quốc giáo tại một quốc gia nào đó không phải là nhân tố tuyệt đối quan trọng. Lý do là vì với chủ trương sống ôn hòa, bao dung, từ bi, rộng lượng và bình đẳng của Phật giáo đã thiết đặt nền tảng cho một nền hòa bình chân chính, giúp cho thế giới nhân loại sống trong thương yêu, hiểu biết và hòa hợp, tương kính. Vấn đề ở đây không phải là quốc giáo hay không là quốc giáo, mà vấn đề ở đây là những người con Phật có phát triển Phật giáo đúng theo tinh thần của Phật giáo hay không. Người Phật tử chân chính ý thức rõ Phật giáo mạnh hay yếu không phải do những yếu tố ngoại tại, mà chính là vì những nhân tố nội tại. Vay mượn những cái gì giả tạm ở bên ngoài để mong tìm sự tồn tại miên viễn cho chính mình là một điều bất khả. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và kính chúc quý vị vô lượng an lạc, phước huệ, trang nghiêm. Sanena paha.